Bây giờ tôi xin được chuyển sang chuyên gia Bùi Quang Tè trả lời cho khán giả có tên là Tòng Văn Hom đến từ tỉnh Sơn La, hỏi như sau. Ao của tôi rộng 500 mét vuông. Hiện nay thì tôi đang nuôi hai loại cá, tức là cá chấm trắng và cá chấm đen, và tôi đã nuôi được 1 tháng. Bình thường thì tôi cho cá ăn ốc cỏ này, ăn cỏ này, ăn ốc này, ăn tôm nhỏ này. Bây giờ tôi xin hỏi chuyên gia, tôi có thể cho thêm cá chấm ăn thêm thức ăn gì để nó nhanh lớn không? Tôi xin ra. À, xin chào khán giả, xin chào bà con. À, đối với khán giả nói thì nuôi có hai loại, chấm trắng tức là chấm cỏ à, và chấm đen hay còn gọi là chấm ốc. Thế bây giờ này tôi có thể tư vấn như này, muốn cho ăn khán giả chỉ cần cho ăn đúng liều lượng thì nó nhanh lớn thôi. Thế dụ chấm cỏ là có bao nhiêu con thì anh phải tính như thế này cho tôi. Chấm cỏ thì phải cho ăn cỏ từ 20 đến 25 kg cỏ cho một tạ cá ăn trong một ngày. Chấm đen thì phải cho ăn ốc hoặc tôm gì nó ăn cũng là khoảng chỉ cần từ 5 đến 8 kg ốc mà ăn trong một ngày. Đấy, ngồi phải tính thế thì nghĩa là cho ăn đủ, đừng để cho nhịn. Nhịn một bữa là chậm lớn 3 ngày. Đấy, người ta nói như thế nên giờ được không phải hôm nay nhớ thì đi kiếm được tí cỏ thì cho cá, mai mày tao không kiếm được cỏ cho mày nhịn. Thì nó lâu lớn chứ. Quan trọng là cho ăn đều thế thôi, vì trong cỏ nó, con cá ở dưới ao nó không như con lợn con gà ở trên, nó không cho ăn nó kêu ầm ĩ nên là phải cho ăn, nhưng mà cá thì cho ăn thì nó ăn, không cho ăn thì thôi. Nghĩa là cho ăn đúng khẩu phần mà tôi hướng dẫn như thế thì cá anh sẽ lớn nhanh, chứ đừng có nghĩ là phải cho chất gì. Còn mấy ông đi bán hàng thế nào rồi cũng cho nào là giải độc gan gì gì tùm lum các thứ, bảo không cần thiết, cỏ cho đủ ăn, ốc cho đủ ăn, thế là được. Chúc khán giả nuôi cá thành Vâng, xin công. cảm ơn chuyên gia Bùi Quang Tề.